Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là kỳ thứ 10 huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Chúng ta vẫn còn đang học cái phẩm, cái chương thứ nhất là Phật Quốc hay là Cõi Nước Phật. Nên chúng ta đi vào tiếp cái vấn đề. Chúng ta hôm rồi có đang nói ngang cái vấn đề Phật dạy cho Ngài Bảo Tích Trưởng Giả Tử cái việc mà xây dựng cõi Phật cho mình. Cái chuyện xây dựng cõi Phật cho mình thì các vị nên lưu ý rằng là như vậy mỗi người chúng ta đều có khả năng tạo dựng cho mình một cái cõi Phật. Hay nói khác hơn là mỗi người có khả năng xây dựng cho mình một cái mái ấm thanh tịnh để thoát giác ngộ. Bởi vì đó là cái mục đích tối hậu của chúng ta tu hành. Ngoài cái mục đích này ra thì chúng ta nên nhớ rằng những cái điều li ti, nhỏ nhen khác nó không phải là cái điều để cho chúng ta hướng đến. Thí dụ như hướng đến để rồi người tu để có được giàu sang vinh hiển, người tu hành để có được cái quyền lợi địa vị chức tước, người tu hành để có chùa to Phật bự, người tu hành vân vân. Thật sự ra cái đó nó chỉ là cái điều thế gian pháp. Thế rồi con người chúng ta không khéo nó trở thành phiền não nhiễm ô mà thôi. Vậy mà ráng các vị nhớ cái mục đích hướng đến tôi nhắc đi nhắc lại của Đạo Phật chúng ta là xây dựng cho mình một cái tâm an lành, tâm giải thoát giác ngộ. Đó là cái mục đích hướng đến của chúng ta. Vì vậy mà tôi cũng như các vị không biết bao nhiêu lần hiểu điều như vậy, rồi cũng không biết bao nhiêu lần quên điều như vậy. Hiểu thì có hiểu đó, nhưng mà rồi lắm khi cũng quên. Quên cho nên cũng vùi đầu vô công danh, vô sự nghiệp, vô tiền tài, vô chất. Thưa các vị là bữa nay nó lạnh, bữa nay khí hậu lạnh rất nhiều, lạnh rất nhiều mà vì tối hôm qua đi đám về rồi thành ra nó cũng lạnh lắm mà nó muốn cảm mà các vị lạnh tới mức độ. Thành ra các vị nên nhớ rằng cái người mà có cái chủng tử có cái trồng sâu cõi phước đức á, người đó người ta vượt qua những cái danh vọng, những cái quyền lợi nó rất là dễ dàng. Còn có nhiều người cũng có phước nhưng mà không có trồng sâu á, mà vướng bận cái phước thế gian á, rủng rỉnh được vài ba đồng tiền, rủng rỉnh được cái chùa, rủng rỉnh được cái amathat gì đó, rủng rỉnh được một vài tín đồ. Thật sự ra cái đó là chỉ cái phước thôi, phước hữu lậu thôi. Nhưng mà bắt đầu từ cái rủng rỉnh nhỏ lại đi tìm những cái to, nghĩ rằng phải cần như thế này, cần như thế khác. Thế rồi thượng lòn hạ cuối, thượng đội hạ đạp,
Vậy nó chưa chưa phải là người trồng sâu cái căn lành chủng tử Phật pháp đâu. Đây là niềm an ủi lớn lao cho tôi cũng như cho các vị đó. Mình đừng có ham chức tước, mình đừng có ham cái địa vị gì hết, nghĩ tu hành rồi. Bởi vì muôn kêu bằng cuối cùng rồi cũng là Trường Giang, coi như là sông Trường Giang cuốn trôi hết mà. Cũng như sông Hồng cuốn trôi hết mà. Cũng như là thời gian không gian nó cuốn trôi hết, nó không được, không chừa một ai, không để lại cái gì. Thì công danh quyền lợi địa vị chức tước kia nó có thật đâu mà chúng ta phải chạy theo cho nó lắm mùi đau khổ. Rồi để rồi khi chúng ta chạy theo là chúng ta tranh giành. Họ tranh giành thì phải đạp đổ. Đạp đổ mà được thì chúng ta vui mừng, rồi vui mừng được cái gì, được thì được cái chi chi, rồi không khéo thì lại không được thì chúng ta trở lại quán thù. Tôi nghe có nhiều huynh đệ trẻ, anh em huynh đệ trẻ, tôi cũng mắc cười nghe mấy thầy kể lại nhau. À, khi các anh em mà có chùa rồi thì lại thích cái danh. Có nhiều huynh đệ đi qua Mỹ, được đi qua Mỹ, có đi qua Mỹ du lịch rồi gom được Phật tử dài 30.000 đô gì đó về, nhất là về ở xuống các cái vùng quê ấy, rồi mua mua danh bán tước. Nơi có huynh đệ đó, người ở Cây Lậy ấy, về là bỏ tiền cho cái ông trưởng ban trị sự Phật giáo Cây Lậy để mua cái chức. Nhưng ban đầu thì ông hứa hẹn ngon lắm, ông cho ông hứa, thành ra ông này coi như cái gì cũng con đứng đầu, để con làm gì cũng con bỏ tiền ra, mà cuối cùng rồi ông quật lại cái không có trời, thù oán chửi không còn cái gì. Như vậy thì các vị thấy là càng ham danh, càng càng chạy theo cái công danh, cái đó thì các vị thấy nó càng phiền não. Chưa được gì là đã là phiền não, còn nếu được gì thì nó như thế nào nữa đây? Cho nên người tu các vị nên nhớ một điều rằng những cái đó mà nếu chúng ta lơi cảnh giác, lơi chánh niệm một cái đó thì nó làm cho ta bị ràng buộc nhiều lắm, thưa huynh đệ, thưa các vị. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai, chỉ trích, cơ hiềm ai hết. Để mình nói vậy để nếu ai được nghe đó, phải tỉnh lại, phải kịp thời tỉnh lại. Cho nên Phật mới dạy này, Bảo Tích anh, ông nên biết Bồ Tát xây cái cõi Phật cho mình bằng trực tâm. Vì vậy khi thành Phật, không còn cái chất lòn cuối nịnh bợ ở con người. Bởi vì mình hãy xem lại cái tâm của mình có ngay thẳng chưa mà mình đòi về cõi Phật thanh tịnh. Mình nói hay là nói cách khác được, mình xem cái tâm mình có ngay thẳng chưa. Một khi cái tâm mình còn thương người này, ghét người kia, còn lấy, còn bỏ, thì mình chưa có được về cái cõi Phật thanh tịnh đâu. Đi chùa mà hợp với người này hợp với mình thì mình quý trọng hơn. Người kia coi như là mình thấy có gì đó mình cho là người ta xấu xa, tệ bạc vân vân. Thành ra đó là cũng chưa có tịnh được đâu. Cho nên á, vì lẽ đó mà cái cõi Phật tịnh nó các vị biết nó hay lắm, thành tựu một ông Phật xây dựng cho mình một cõi Phật nó không phải dễ dàng. Bây giờ cho nên mình phải cố gắng thực tập, nói mà mình thực tập cái buông xả được, cái thương, cái ghét, nó cũng đã là khó. Hà huống tiếp tục thực tập cho mình buông xả được cái lấy, cái bỏ, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua càng khó hơn. Cho nên nói đi nói lại rồi, cuối cùng tất cả chúng ta cũng chỉ có kiểm tra lại cái tâm của mình mà thôi.
Tự mình kiểm tra là cái tâm của chính mình mà thôi. Coi mình có lòng vị tha trang trải chưa? Có đó chứ. Có những lúc lòng mình cũng vị tha cũng trang trải đó chứ. Nhưng mà lại rồi nó không được lâu. Rồi có những lúc cái lòng mình cũng ích kỷ hẹp hòi xấu xa bị ổi. Nó cứ nó xoay vần, nó luân chuyển như vậy thì làm sao gọi là trực tâm được. Cho nên xây dựng cõi Phật thanh tịnh trước hết bằng trực tâm là như vậy. Cái điều nữa là Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thâm tâm. Vì vậy mà khi thành Phật đầy đủ tất cả công đức lành, người tin giáo lý Phật dạy đạt đến thâm tâm thì thật chất không mấy ai. Thâm tâm là cái thâm tính sâu sắc đối với giáo Pháp. Dầu trời có chuyển đất có động, trời có xây vần cũng không thay đổi lập trường. Ví như có nhiều người học đạo Phật nhiều năm, nhưng một khi làm ăn nó bất an, bất ổn là lo sợ, là chạy xem bói toán, chạy đến bà đen hay châu đốc cầu nguyện vang vái. Như vậy là người chưa đạt đến thâm tâm. Thì thâm tâm là người đã tin chắc chắn về đạo lý nhân quả, không còn nương cậy ý vào một cái người nào bên ngoài khác. Vì vậy mà thưa với các vị rằng chữ thâm tâm này nó không phải dễ dàng làm việc, không phải là dễ đâu. Bởi thế gian họ nói câu vọng tình dị tật mà chí đạo năng văn, bạc tục sư quần vạn trung vô nhất. Cái vọng tình thì nó dễ lôi cuốn lắm, dễ lôi cuốn, cho nên gọi là vọng tình dị tật mà chí đạo năng văn. Cái chỗ đến với đạo, mà cái chỗ đến với đạo là chỗ nào? Là chỗ giải thoát, chỗ giác ngộ thì khó nghe, phải gọi là vọng tình dị tật mà trí đạo năng văn. Thông thường tại vì chúng ta bị những cái tình cảm, tình yêu, tình đồng chí, tình đồng hương, tình đồng khối, tình này tình kia, nó bị nhiều cái thứ tình ràng buộc. Vì vậy mà cái điều mà một khi mà đạt tới cái chỗ thâm tâm, trực tâm thì nó vô cùng khó. Vì lẽ đó mà tại sao người tu muốn có giải thoát giác ngộ thì phải xuất gia là vậy. Phải cắt ái từ sơ thân, phải xuất gia hoằng thánh đạo, phải thệ độ nhất thiết nhân. Còn không khéo là cái tình, gọi là cái tình thế gian, khí thế gian, tình thế gian nó lôi kéo khó tu hành. Đạt tới chỗ thâm tâm, trực tâm, thâm tâm. Chính hai cái chữ đó các vị thấy là đã là khó. Khó vô cùng. Có nhiều vị quyết chí học đạo, nhưng mà không vượt qua nổi con vợ nhà, gọi là con vợ nhà. Nó nói anh lo chuyện cơm áo mặc đi cái đã, anh mà cứ lo anh mê theo ông thầy nào đó học đạo riết là anh nghèo, thế này kia là cũng chết, bởi vì nghiệp nó lôi mà. Thay vì người ta ăn chơi xa đọ thì cái con vợ nhà nó hoành hành cái kiểu khác. Mà ăn chơi xa đọ có khi dễ bỏ con vợ nhà. Còn ngược lại có khi học đạo lại khó bỏ con vợ nhà nha. Cho nên tôi nói các vị biết rằng cái thứ đàn bà nó ghê gớm lắm chứ không phải là vừa. Vợ nhà. Bây giờ ta mới gọi là thứ đàn bà. Thứ đây là không phải nặng nề đâu, thứ là nó có thứ trong cái con người đó, trong quốc gia, trong xã hội đó.
nó có cái địa vị của nó gọi là thứ. Cho nên thường thường mình chửi lộn nhau, mình nói cái thứ mày, thì lại mình giận hờn, mình trách 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 làm gì. Cái chữ thứ nó, tại vì cái bản ngã mình lớn quá, mình nghe tưởng đâu nó gì nặng nề, nó nặng lắm, chứ còn thật sự nó cái thứ mày có nghĩa là mày có địa vị trong xã hội đấy, mày có chỗ đứng trong xã hội đấy, dầu là mày đứng chỗ nào cao hay thấp gì mới, nhưng mà mày có chỗ đứng đó. Chưa chắc cái người mà chửi mình nó có chỗ đứng rồi nha. Bởi vì nó nhiều khi nó cái chỗ đứng nó bấp bênh, cái quyền lợi, cái danh vọng của nó đang bị lung lay, cho nên sớm khi nó ganh tị với mình, nó chửi mình vậy cũng có. Thường thường người ta nói những thứ hồ đồ, hỗn độn, những cái thứ mà đứng ở chỗ thấp thì nó hay nhìn trên cao, nó hay chửi người ta thế này thế kia thế nọ, nó bươi nó móc, nó nhòm nó ngó. Vì thường chỗ thấp thì hay ngước mặt lên cao. Cho nên con người, các vị để ý, những người mà nói xấu mình ở sau lưng thì có nghĩa là người ta đã đi phía sau mình rồi. Chứ còn cái nói xấu mình trước mặt thì mấy ai dám. Đó, bị nói xấu người khác trước mặt người khác cho người ta đục vô mặt à. Cho nên thông thường cái kẻ nói xấu sau lưng đó là cái kẻ đã đi sau người ta rồi. Vì cái lưng, cái người đi trước không ai thấy được cái vết thẹo sau lưng, mà người đi sau lưng nó mới thấy được cái lưng của người đi trước. Thì đó là những kẻ thấp bé hơn mình rồi. Mình nhiều khi mình nghĩ lại mình giận là mình ngu đó chứ. Mình đã đi trước nó, mình đã có cái đường hướng của mình đi, nó đi theo sau mình, vậy mà mình còn giận nó, vậy là mình không phải là người ngu, là người gì? Đó, cho nên các vị thấy thâm tâm nó khó lắm. Thâm tâm là cái thâm tính đó với đạo, tin sâu vào cái nhân quả. Không tin điều gì khác. Dầu trời có đất, trời đất có chuyển động, có thay đổi, thì mình vẫn giữ lập trường lý trí của mình, đường mình đi. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng Bồ Đề Tâm. Vì vậy, khi thành Phật, Phật chỉ nói Pháp Đại Thừa. Bồ Đề Tâm là hướng đến giác ngộ, không cầu ngoài mục đích ấy. Người tu hành xuất gia cũng như tại gia cần cầu bồi dưỡng trí tuệ. Khi có trí tuệ thì giải thoát là chính yếu. Còn tiền tài, danh vọng, chức cao, vọng trọng chưa phải là phát Bồ Đề Tâm. Như tôi nói câu hồi nãy, nó vọng tình, dị tật, trí đạo, năng văn, bạc tục, siêu quần, vãng trung, vô nhất. Cái kiếm ra được cái người bạc tục, siêu quần là thật sự trong thế gian này, vãng trung, vô nhất là trong muôn người chưa được một người. Cái người mà có trí đạo, cái người mà bát tục sư quần khó tìm, phải không các vị? Muôn người khó tìm một người, tức là gọi là bát tục sư quần quan trung vô nhất là vậy. Hoặc là chỉ có được người thôi. Bồ Tát xây dựng cho mình cái cõi Phật bằng bố thí, việc làm bố thí. Vì vậy khi thành Phật viên mãn cái hạnh xả ly. Bố thí nó có ba cái bố thí là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Cho nên muốn xây dựng cho mình cái cõi thanh tịnh thì trước hết mình phải buông xả đi. Cho nên thường thường trong khế kinh, các vị vua muốn xuất gia tu hành thành tính giác thì phải buông bỏ vợ con, buông bỏ lầu đài gác ngọc, buông bỏ quốc thành, buông bỏ trân bảo, vân vân. Ta buông, phải buông bỏ. Bố thí, trước hết là bố thí. Bố thí xong rồi buông bỏ. Thưa với các vị là, sẵn đây tôi nói chơi với các vị nha. Nói chơi cũng là nói thiệt. Cái cuộc đời nó có những cái nó đổ thay ngộ thật. Mà tại sao nó nóng thế này mà con mắt nó đổ ghèn.
Tôi nói cái điều này cũng là đạo. Hồi xưa tới giờ, hồi tôi còn nhỏ đó, tôi ăn một trái me chua mà nhiều cái loại nó chua thấu trời nghe. Nó dốt dốt rồi nó còn đỡ, tới chừng nó hết dốt nó chua thấu trời. Còn ăn khế thì nó chát, ăn sung rồi nó chát. Ăn chanh thì nó chua. Tôi ngồi tôi mơ ước, tôi nói trời ơi, khi cầm trái chanh đó, hồi đó nhà tôi có trồng mấy cây chanh. Nó chua ơi là chua, tôi nói ước gì. Cái chanh này nó đỡ chua một cái thì thôi nó ngon biết bao nhiêu. Hồi đó trồng cái chanh giấy, các vị biết chanh giấy nó bự bự kìa. Mà cái thứ nó chua chỉ có làm nước tương, nước mắm, gỏi, nó cần chua thôi. Chứ còn thật sự nghe nói chanh giấy là sợ lắm. Cái mùi thì nó thơm, nó chua. Tôi ước, tôi ngồi tôi ao ước. Me cũng vậy, cầm cái me ăn nó chua, tôi ngao ước. Tôi nói ước gì cái cuộc đời nó có sự thay đổi. Người ta nói chanh chua khế chát, sao mình cho chanh ngọt khế ngọt. Trời ơi, tới bây giờ đó, ngày hôm qua Phật tử đem cho tôi trái này nè, đem cho tôi một bịch trái này. Tôi nói trời, em mua chanh mà mua làm chi dữ như thế này. Một ngày á, hôm rồi tôi uống, mỗi sáng nào tôi cũng vậy tôi uống. Nếu chanh mà chanh tốt như thế này, là chanh mà nhiều nước như thế này nè, là một ngày tôi uống chỉ nửa trái cùng với một miếng mật ong. Sáng nào cũng vậy. Rồi cái thời gian này tôi uống thuốc khác, cho nên là tôi ít khi uống chanh với mật ong. Mà giờ quý vị cho tôi cho một chi nhiều vậy mà làm á, thì bây giờ đâu có, mùa này nó lạnh thấy mồ, rau cỏ nó hiếm rồi, thì đâu có làm gỏi làm gì nhiều đâu. Thì quý vị nó không có, thầy ăn thử coi. Đây, nó ngọt. Tôi mới nói thôi rồi. Cái cuộc đời cái gì nó cũng có thể đổi thay được. Nói ngày hôm qua mà tôi quất 4-5 trái như vậy nè, ăn để nó nhớ đời, nhớ rằng mấy mươi năm trước mình từng ao ước có cái quả chanh ngọt mà mình nghĩ cuộc đời nó không bao giờ có. Vì ông bà mình đã từng nói chanh chua khế chát, mà chỉ mà ngày hôm nay các vị thấy dây, đúng ra quả chanh nè, dây nè mà nó ngọt, cái nó không hề chua. Rồi thành ra cái mùa này gặp trúng cái mùa bị cảm nữa. Thành ra cứ ngồi sắc như vậy nè, sắc như vậy rồi ăn luôn cái vỏ vậy, mà không ngờ ăn cái vỏ nó nóng ơi là nóng. Nó được cái này nó mất cái kia nha. Bởi vì nó ngọt mà, cái vỏ nó cũng theo the thì thôi ráng cứ sắc miếng như vậy nè. Cứ rồi vừa làm vừa nhơ từ. Nhớ từ hôm qua tới bây giờ. Nóng quá. Thế nên thưa các vị, trở lại cái vấn đề mà tôi muốn nói đây. Cái nhân quả của Đạo Phật dạy rất hay. Nghĩa là dĩ lậu nhi thục, dĩ thời nhi thục. Cái nhân quả nó là cái chân lý, dĩ nhiên chân lý bất di bất dịch. Nhưng mà nếu nó là chân lý bất di bất dịch thì nó chẳng lẽ nào không thay đổi được, nó y như vậy. Hãy làm ác thì phải chịu quả báo ác hoài, làm thiện thì được cái phước hoài hay sao? Nhưng mà làm ác nó chua như vậy, mà nếu chúng ta có nghiên cứu, có kỹ thuật, có đổi thay pha chế,
thì nó đã thay đổi được từ cái vị chua đó mà nó trở thành cái vị ngọt. Từ cái quả chanh khô mà bây giờ nước đầy như thế này. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta nếu có những sai lầm, ai cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng, chúng ta gọi là tu nhân, trước tiên là gọi là tu nhân tích đức, ăn hiền ở lành, thì các vị thấy nó sẽ thay đổi như cái quả chanh kia. Hào hứng chúng ta tu hành, biết bố thí, biết trì giới, biết nhẫn nhục, biết thiền định, biết tinh tấn, biết trí tuệ, hành Bồ Tát đạo, thì chúng ta sẽ được cái an vui, cái hạnh phúc vô ngần. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, buông bỏ, xả ly. Bồ Tát xây dựng cho mình cái cõi Phật bằng công đức trì giới. Vì vậy khi thành Phật, thập thiện nghiệp đạo viên mãn. Dù là chúng ta hiện bây giờ có một số vị hiện giờ đang thọ năm giới thôi, có nhiều vị cũng chưa thọ giới nào, chưa thọ lãnh, có nghĩa là không có làm cái lễ hình thức, nhưng mà có nhiều vị họ ở nhà, họ nghe pháp, họ ăn chay gần tháng dài ngày, họ vẫn không có sát sanh, không có giết người, họ không có đi trộm cắp giật giật của người khác, họ không có cái hạnh tà hoại tà dâm, họ không có làm mở miệng ra nói dối, nói lời nói hiêu dệt, nói lưỡi, nói chiều độc ác, họ không có say nghiện những cái chất xì ke ma tí rượu chè. Như vậy dầu họ chưa nói là họ thọ giới, họ chưa có quy y, nhưng mà thật sự họ đã có cái nền móng vững chắc rồi. Bởi vì cái vấn đề thọ giới chỉ là cái hình thức ở bên ngoài, mà có nhiều khi mình là Phật tử ngon lắm, đi quy y coi như là phải tới chùa to Phật bự mới kiếm ông thầy có tiếng đi quy y để hưởng cái tiếng của ông thầy đó. Nhưng mà bản chất mình không có làm gì hết, không có giữ giới, không có làm điều gì mà lành hết trơn, thì thử hỏi các vị được cái gì? Vì vậy tôi nói cho các vị biết rằng các vị nếu có vị nào mà chưa từng quy y, chưa từng phát nguyện quy y, mà bây giờ mình nghe pháp mà mình thấu rõ cái đạo lý, mình thực hành cái đạo lý đó thì mình cũng đã quy y rồi đấy. Quy rồi đấy. Nên cái điều mà mình chưa có phát nguyện trước Tam Bảo thế gian thì mình nên ráng mà gìn giữ. Ráng gìn giữ có nghĩa là mình giữ, bởi vì khi mình đã phát nguyện trước Tam Bảo thế gian thì có nghĩa là mình có cái lời hứa hẹn, thì mình nhớ rằng mình có cái gì đó nó giống như mình ký kết hợp đồng. Bây giờ mình không ký kết hợp đồng mà mình giữ cái tâm mình nó thanh sạch, mình không có sái với cái tâm mình, sái với cái lời hứa của lương tâm lương tri mình, thì như vậy càng lúc mình càng sâu sắc hơn chứ. Vậy mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ rằng đó, cái điều tôi nhắc nhở như vậy. Nếu chúng ta có trì giới có nghĩa là chúng ta được cái thập thiện đạo nghiệp viên mãn. Thập thiện nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dầu là thọ năm giới nhưng mà cũng được thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp có nghĩa là 10 cái điều lành, là thân không sát, không trộm, không dâm, khẩu không ý ngữ, không dụng ngôn, không lưỡng thì không ác khẩu, ý không tham, không sân, không si. Thì dầu mình có giữ giới nào mà mình đắc Phật tác tổ thì mình cũng cũng được thập thiện nghiệp. Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng cái hạnh nhẫn nhục. Vì vậy mà khi thành Phật có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm, xây dựng cho mình bằng cái hạnh nhẫn nhục. Vì mình nhẫn nhục cho nên cái tướng mình nó không có xấu xa. Mình không nhẫn cho nên mình mới giận, mình mới. Như tôi thực sự tôi nói đây là tôi nghĩ tôi nên kiếp này nó lỡ xấu rồi. Xấu là vì kiếp trước mình nó không có nhẫn nhục, hoặc là mình che lấp cái Tam Bảo, mình phải che lấp ánh sáng quang minh của Tam Bảo. Nhưng mà tôi nghĩ tôi
đã kiếp này mà có cái chủng tánh, dầu là tôi không thành Phật Tát Tổ nhưng mà tôi giảng dạy như vậy là chắc chắn là kiếp trước tôi không có khinh khi phỉ báng, không có che lấp ánh sáng của Tam Bảo rồi. Nhưng mà do cái tánh nóng nảy sân si cho nên mấy kiếp này nó mới đen đúa, nó mới xấu xí. Đó là dư báo còn lại. Nhưng mà nhiều khi nói cũng may, nhờ xấu xí vậy ít ai dòm ngó mình, nó cũng dễ tu. Chứ còn bây giờ đẹp đẽ cũng khó tu rồi nghe. Hồi xưa tôi nhớ có nhiều vị đi tu đẹp quá vô chùa người ta không dám nhận, nhất là bên ni á. Ni mà đẹp quá vô chùa là mấy 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 sư bà không dám nhận, sợ nó loạn. Đẹp quá vô chùa tu rồi mấy ông thiện nam nó cứ nói tới nó kiếm hoài như vậy, động chúng thì loạn. Thành ra có nhiều vị tội nghiệp lắm. Vì cái tâm người ta muốn tu mà người ta phải về ta lấy bằng hủi đang nóng ta ịnh vô mặt, để cho nó thẹo xấu xí để người ta mới vào chùa ta tu. Hồi xưa nó khó khăn gì. Hồi xưa tu giống như vậy là phải phải đốt vậy nè. Ngày nay thì tu hành không có cần phải đốt đầu như hồi xưa. Nhưng mà tôi thấy có cái anh gì mà cũng học đạo với thầy Từ Thông. Rồi anh cũng viết cái bài, anh chụp hình cái mấy ông thầy ngồi đốt cái nè, đốt liều nè. Anh nói với cái tâm ngạo mạn, phỉ báng. Đây là cũng mấy anh cũng huynh đệ từng nghe pháp Hòa Thượng Từ Thông, cũng từng nghe pháp tôi, sẵn là tôi nói luôn. Mình không nên như vậy. Cái này là không nên. Dù mình có chút hiểu biết, tu là đốt tâm chứ không cần đốt đầu. Cái này để cho quý thầy người ta nói, mình là cư sĩ. Mình nói như vậy thật sự ngạo mạn lắm. Cho nên các vị thấy phàm ở đời cái công đức các vị leo lên nó khó, chứ còn các vị để cho nó tuột dốc nó dễ dàng. Cho nên tôi thấy có nhiều vị cư sĩ tại gia biết được vài ba mớ Phật pháp rồi nó trở thành ngạo mạn, tổn tổn giảm cái phước đức cái công đức tu hành dữ lắm. Mình nói mà mình tu nó khó chỗ là mình phải biết mình là ai, mình đang đứng ở vùng đất nào. Giống như kinh Di Ma Cật vậy, chứ thật ra nếu không khéo hiểu tưởng nó ông Di Ma Cật là ông ngạo mạn, chứ không có đâu. Ngài Di Ma Cật là coi như là có cái lòng tín tâm với Tam Bảo, với Tăng Bảo sâu sắc lắm. Các vị chịu khó đọc từ từ, học từ từ coi, chứ các vị đừng có nghĩ rằng các vị là cư sĩ tại gia rồi ngạo mạn. Bóp những cái bài, đăng những cái bài lên để ngạo mạn. Quý vị nhìn kỹ rồi được cái gì? Quý vị chỉ được những cái đám nó cùng hội, cùng thiền, nó vỗ tay, nó khen. Ờ anh giỏi quá, anh nghiên cứu quá, anh nói vậy phải quá. Cái đám đó nó khen anh được cái gì? Trong khi rồi đụng tới cái chuyện đó là cái sự thôi. Thí dụ như bây giờ tôi nhắc trở lại đó, hồi xưa có nhiều vị đẹp quá người ta vô chùa tu người ta không dám, cho nên không ai dám nhận, buộc lòng ta về ta lấy bằng hủi nóng ta ịnh vô mặt người ta để cho nó có theo để người ta đi tu. Bây giờ đốt cái đầu này nó cũng như vậy. Dầu rằng Phật không cần, nhưng mà sở dĩ đó là cái tâm của người ta muốn cúng dường. Cúng dường Phật, cúng dường Phật là cúng dường Phật nào? Tôi thường nói không phải ông Phật ở bên ngoài, mà thôi thúc cái Phật tâm người ta. Cho nên cái chuyện mà tấn hương đốt đầu, cái chuyện này không phải để cho mấy anh đăng cái bài lên phỉ báng. Phỉ báng như vậy là anh có nghĩ rằng nó tổn giảm cái công đức lành ghê lắm. Từng bao nhiêu năm anh leo lên nhưng mà anh buông tay cái nó tuột xuống hay không? Cho nên các vị thấy phàm ở đời á, hàm huyết phúng nhơn, ngậm máu phun người thì nó nhơ miệng mình. Ngược gió ném bụi thì bụi nó bay vào mặt mình. Cho nên nhiều khi cũng thấy các anh cũng dễ thương mà nhiều khi cũng dễ ghét là vậy. Cái thương thì thương không được bao lâu mà cái chọc cho người ta
Cho nên tội người ta, chứ tội người ta đốt cái đầu này, chứ các vị biết là bằng một cái tâm hành cũng không có vừa đâu. Như tôi hồi xưa tôi đốt cái đầu này nè, ba mục này là các vị biết đâu phải lúc đó đâu phải cầu danh vị gì. Lúc đó ở họ giới Đại Tòng Lâm, ra tới đó lúc đó tại vì các thầy khuyến khích giáo hóa mình phải đem hết cái tâm thành để cần cầu giới pháp, giữ cái tâm thanh tịnh trong những ngày cầu thọ giới pháp để cầu cho được giới pháp. Chỉ nghĩ tới Phật, tới Tổ, mà nghĩ tới Tổ lúc đó tôi nghĩ tới Tổ, tới Sư Ông Thiện Hòa là khai sáng cái Đại Tòng Lâm, cái người coi như là chịu thương chịu khó đạo hạnh viên mãn để gầy dựng một cái đạo tràng như vậy. Khi, cho nên khi nói tấn hương là tôi quan hỷ liền. Tôi muốn là lòng của tôi muốn, tại sao các người xưa người ta đã trải thân cho cọp đói, người ta đã từng bỏ mạng vì cái chính nghĩa, mà mình bây giờ mình tu hành mình đâu có làm, chưa làm được điều đó thì thôi. Nghe nói tấn hương đốt cái đầu này, mà trong kinh cũng nói là cần tu tợ lửa đốt đầu, quý hoại đốt vậy để nhớ trong cái trên đầu mình hả, mỗi khi mình quá như tham vọng, quá ư phiền não, mình sờ cái đầu mình tới đây cái tự nhiên cái tay mình sọt về cái mình nhớ là mình đã đốt đầu. Cái gì nhớ đâu có ai rờ đầu rờ phía sau đâu, ta rờ nghe cái đỉnh trán này, mà khi rờ như vậy cái tay tự nhiên nó gặp mấy cái lỗ này, cái mình thấy nó giống như nó trấn an, giống như mình đè cái não mình xuống cho nó bớt cái vọng tưởng, bớt cái suy nghĩ vậy. Thì cái ý nghĩa nó sâu sắc vô cùng, chứ có gì đâu mà để mấy anh phải chọt vô mà để nói như vậy. Đau lắm. Trời xanh ông tú cát thì đất phải nẻ cái con bùa họ bỏ hung. Xanh tư tưởng cho mấy anh để mấy anh thông minh, mấy anh học đạo, nhưng mà rồi mấy anh cũng có khi mấy anh cũng làm cái loại bỏ hung. Để rồi quýnh ngược lại đạo, phỉ bán lại đạo, không nên. Vậy mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, mình làm gì làm, mình có quyền giận với thầy, thầy nào, giận mà giận thầy nào, trách là trách thầy nào. Mình không có quyền quơ cả cái tăng bảo, mà cái chuyện đốt hương là cái chuyện mà từ xưa cho tới nay nó nhiều, nhiều lịch đại chư vị tổ sư đã từng làm. Cái thế hệ này ta cũng đang làm, nó cũng là một cái đoàn thể tăng bảo chứ không phải cá nhân. Thì ta đừng xâm đụng ta, tổn phước, tổn giảm công đức lành ghê lắm. Cho nên mình đụng là đụng cái gì? Thí dụ tôi giảng tôi cũng chửi rầm rầm vậy, nhưng mà tôi đụng đây là đụng cá nhân. Đụng cái việc nó không có phải là nó dính líu tới cái tăng bảo thì nó không sao. Cái chuyện đụng cái vật chất, đụng tới cái hiện tượng nó không sao. Mà đụng tới cái tâm thành, cái kính cẩn thì coi chừng. Cho nên các vị thấy tôi đụng là tôi đụng chuyện xây chùa, chuyện cất chùa, chuyện nói bậy, chuyện phi pháp, chứ tôi đâu có đụng tới cái chuyện mà đụng tới cái tâm của tâm tăng đâu, tâm của tăng bảo không có, tôi không đụng tới. Tôi có thể nói rằng bây giờ giảng bậy, bây giờ tu hành chạy theo cái vật chất, chạy theo chùa chiền, chạy theo danh vọng, tôi đụng đó, cái đó có, đó là cái tâm của thế gian, cái tâm của tục đế, cái tâm của phàm phu bạc địa thì mình nói được. Còn cái chuyện đốt liều, cái chuyện tấn hương cúng dường, đây là bằng một cái tâm thành, ta đừng đụng ta. Cho nên tôi nói cái đám học trò của Hòa Thượng Từ Thông, tôi nhắc hoài đó, học trò cùng thầy với tôi mà tại sao tôi phải đánh đổ. Giỏi thì nó có giỏi, nó có thông minh, nó có hiểu biết đó. Nhưng mà có lắm khi thông minh bị thông minh hại. Thông minh bị thông minh hại. Vì vậy mà cổ nhân họ nói câu hay là thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu. Cái người mà thông minh duệ trí nhưng mà người ta giữ, người ta làm như người ta là người ngu, thì người ta mới sống an, sống ổn được. Cho nên rồi nó cũng rớt lọp đọp, lọp đọp, lọp đọp.
tu mà nó rớt lộp độp như thiêu thân lao vào ánh sáng. Đừng tưởng ánh sáng là thiêu thân, lao vào là tốt, lao vào ánh sáng mà nếu gặp cái bóng đèn nóng hoặc là bóng đèn lửa thì coi như nó tự thiêu mình. Gặp Phật pháp cũng vậy. Gặp Phật pháp quý vị đừng tưởng đâu nghe vài bài kinh, vài bài kệ cho là đã mình đã tao ngộ Phật pháp, không có. Nếu mà gặp kinh, hiểu được kinh là gọi là gặp Phật pháp thì đâu có cần mà bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghe pháp, hiểu pháp đã đành, mà có sống được với chánh pháp, có thực hành thực tập được chánh pháp hay không để mà hoàn bị cái nhân cách làm người, hoàn bị nhân cách làm trời, hoàn bị nhân cách làm thinh văn duyên giác Bồ Tát cho tới thành tựu Phật quả là lại là một chuyện khác. Vì vậy Bồ Tát xây dựng cho mình cái cõi Phật bằng cái hạnh nhẫn nhục. Vì vậy khi thành Phật phải có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm. Tiếp tục, Bồ Tát xây dựng cho mình bằng sức tinh tấn. Vì vậy khi thành Phật chỉ có phát triển công đức lành. Bồ Tát xây dựng cho mình cái cõi Phật bằng thiền định. Vì vậy khi thành Phật thường bất loạn trong sự nhiếp tâm. Bồ Tát xây dựng cho mình cõi Phật bằng trí tuệ. Vì vậy khi thành Phật cõi nước chỉ có chúng sanh chánh định. Mấy cái này tôi xin phép các vị tôi cũng lướt qua cái nữa rồi tuần sau, đúng rồi tuần sau chúng ta tiếp tục. Tôi xin sám hối với đại chúng là bữa nay tôi cũng nghỉ sớm một chút, vì sáng nay thì như các vị đã biết rằng tôi có cái duyên sự là có cái đám ma Phật tử, cho nên tôi phải mình lộng thầy chùa mà. Đừng nói sao thầy đi đám ma, thầy không đi đám ma thầy đi đám gì. Cho nên là Phật tử có nhu cầu thì cũng phải sáng nay cũng phải làm cái lễ chút. Thôi thì sáng nay tôi nói như vậy là tôi nghỉ sớm một chút nha. Để rồi tôi chuẩn bị ngày mai chủ nhật, ngày bên này tu một ngày, các vị có rà thời giờ và nếu ở Việt Nam mà có rảnh thì vào nghe pháp lúc 10:30 sáng, 10 giờ sáng, 10 giờ sáng bên này có nghĩa là 12 giờ đêm giờ đó khuya, rồi lại là 2 giờ chiều là 4 giờ sáng Việt Nam, học tiếp với bộ kinh Quy Sơn, bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Thôi, chúc lành đến các vị nha. Nói đi thì nói lại chứ tất cả những cái gì đó mà cái nào nghe hợp thì nghe, không hợp thì thôi. Cũng đừng phiền, đừng trách. Nhưng mà tôi thương thì tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ đó, và thương thương cái tình thương của đạo. Chúng tôi thương theo cái kiểu tình ái thế gian, thương theo kiểu ái nhiễm. Khi nào tâm tôi phàm phu tục tử, tôi cởi chiếc áo này ra thì tôi thương theo cái kiểu ái nhiễm. Còn một khi tôi giảng pháp mà tôi mặc chiếc áo này Đại Phật Tiên Dương thì thương với cái tâm Bồ Đề. Bởi vì mình nãi hốt giác nhi hốt mê, cánh tự truyền nhi tự phược. Tôi cũng là một con người phàm phu bạc địa, chứ tôi không có hiển thánh tác tổ thành Phật gì hết á. Nhưng một khi mặc chiếc áo này lên thì phải Đại Phật Tiên Dương thương bằng cái tình thương đạo pháp. Còn có lắm khi cởi chiếc áo này ra thương mà có tình thương bạc địa cũng có. Tôi cúi đầu chịu thật cho đại chúng như vậy. Tôi là phàm phu chánh hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.